Xin chào các bạn, mình tự động mình tên là Kiên, rất vui vì các bạn đang xem video của mình. Hôm nay mình xin chia sẻ một công việc có thể tạo ra cho tất cả mọi người một thu nhập thụ động từ mọi lúc mọi nơi, chỉ cần một chiếc laptop và internet. Đó chính là công việc làm affiliate marketing. Và lý do tại sao mình chọn con đường làm affiliate marketing đó là sau khi ra trường, mình đã từng trải qua rất chi là nhiều những công việc khác nhau. Qua những công việc đó, mình cảm nhận thấy là mình chưa đạt được những cái thay đổi và thay đổi trong cuộc sống của mình. Sau khi mình đã tìm hiểu những cái cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình và mình đã được biết đến affiliate marketing qua một người bạn. Sau khi làm việc với Clickbank trong vòng một tháng, mình đã thật sự rất bất ngờ với cái doanh số mà mình đạt được, đó là gần 1.000 đô một tháng. Nếu các bạn muốn tạo ra thu nhập như mình hoặc thậm chí có thể là cao và cao hơn nữa, thì các bạn hãy xách laptop lên và làm như mình.